Thưa quý vị, trong tuần qua, nhiều báo đề cập đến phản hồi của Bộ Tài chính về việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu. Đây là vấn đề được các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu quan tâm thời gian qua, khi họ cho rằng việc áp dụng quy định hóa đơn điện tử và kết nối với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu. Các báo thông tin, Bộ Tài chính khẳng định hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý để triển khai hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Từ luật, nghị định, thông tư, trong quá trình xây dựng các văn bản, nhất là nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng từ, Bộ Tài chính đều lấy ý kiến rộng rãi, song không nhận được ý kiến liên quan đến thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán lẻ xăng dầu. Một vấn đề khác cũng được báo chí hết sức quan tâm là Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu, ưu đãi, trong đó bày tỏ không đồng tình bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào danh mục nhóm 9849 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Theo các báo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính trình Chính phủ không bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% như đề xuất của doanh nghiệp, bởi các mặt hàng này hầu hết trong nước đã sản xuất được. Báo chí tuần qua đã dẫn số liệu của Bộ Tài chính giải ngân đầu tư công đến hết tháng 10 mới đạt một nửa kế hoạch. Theo truyền thông, kết quả giải ngân của cả nước 10 tháng qua ước đạt 52% tổng kế hoạch vốn và đạt trên 56% kế hoạch Thủ tướng giao. Mặc dù giải ngân đầu tư công thường có xu hướng tăng mạnh vào dịp cuối năm, song thời gian còn lại của năm ngân sách rất ít ỏi, trong khi nguồn vốn chưa giải ngân còn rất nhiều. Bộ Tài chính cho rằng với thực trạng này, mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% khó có thể thực hiện được.